Xin chào mọi người. Mẹ kể bé nghe đã đi được đến số thứ 3 rồi. Cùng với sự tham vấn, chia sẻ của chuyên gia là tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Hiền, hy vọng rằng chúng ta đã có thật nhiều những hành trang hữu ích, không chỉ cho thai kỳ 9 tháng 10 ngày thật kỳ diệu, mà còn hữu ích trong quá trình chúng ta nuôi con bằng sữa mẹ và quá trình mình ổn định lại tâm lý trong những năm tháng đầu đời của mẹ và con. Xin chào bác sĩ Hiền ạ. Chào Lưu Hà Trinh, chào tất cả quý vị. Dạ, mỗi lần mà em gặp anh á, thì em lại có cái cảm giác rất là thoải mái, rất là chill. Mặc dù mình cũng hơi nặng nề thiệt, nhưng mà giống như nụ cười của anh và những gì anh hay nói tại phòng khám sản phụ khoa Hiền Đức là không sao đâu em, anh thấy có vấn đề này nhưng mà thôi không sao đâu. Thì những cái tìm cách đó mình là một cái trấn áp tâm lý hay là thật sự nó sẽ ổn nếu tâm lý mình ổn mà? Thật sự thì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta đi khám thai, rất là nhiều mẹ mà chỉ cần bác sĩ nói có một cái dấu hiệu gì đó thôi, chẳng hạn đi siêu âm nó có nốt ở cô dày ở tâm thất, hay là có giãn nhẹ bệ thận, hay nước ối nó hơi nhiều, hay nước hôi nó hơi ít, thì các mẹ đều cảm thấy rất là lo, cảm thấy rất là hoang mang. Dạ. Bởi vì cứ phải bình thường hết mới được. Hoặc là khi mà bác sĩ nói rằng là tôi sẽ mô tả, tôi nói những cái này như thế này, như thế này, như thế này, để xong rồi nói như vậy bác sĩ, như vậy là bình thường hả bác sĩ? Tất cả các mẹ và tất cả mọi người đều mong muốn được câu trả lời là bình thường hoặc là thì, tốt. Đó thì họ mới chịu. Nếu như mà có một cái gì đó nói ra thì người ta cảm thấy người ta bất an và người ta cảm thấy không hài lòng với lại những cái chẩn đoán như thế. Mình phải nói tất cả những cái vấn đề đó ra chứ mình không thể khỏa lấp đi được. Mình cũng không thể nói rằng là cái này là bình thường, nhưng mà mình nói cái này nó có những cái dấu hiệu như thế này, nó có những cái kia, nhưng mà yên tâm đi, nó không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Nó không phải là một cái vấn đề gì nghiêm trọng lắm đâu. Mình vẫn có thể là một cái thai kỳ tốt được và mình vẫn sanh ra một em bé khỏe mạnh được với những cái dấu hiệu như vậy. Có những cái người mà người ta quá là lo lắng quá thì mình sẽ phải nói làm sao để cho người ta hợp tác với mình để người ta điều trị, chứ không phải là mình hù người ta rồi xong người ta hoang mang, người ta sợ. Nhưng mà ngược lại thì có một số người thì người ta lại rất là ỷ y thì mình lại phải hù, và người ta rất là nhiều những mối lo khác, hoặc là người ta rất là vô tư, chẳng có quan tâm gì hết. Nhiều khi mình tư vấn xong hồi ra ngoài quên trơn. Đó, thì những cái trường hợp đó đôi khi mình sẽ phải hơi hù người ta một tí. Em cũng có hai lần hơi lo lắng trên mức bình thường khi mà mình đi khám. Lần thứ nhất là ở tháng thứ 5, khi em đi Hà Lan về thì bác sĩ có nói là có cái khả năng sinh non vì cái cổ tử cung nó ngắn lại, là do đi di chuyển rất là nhiều và đúng thật sự là cái thời gian cũng hơi mệt. Nên là sau khi bác sĩ nói là em phải coi lại cái chế độ nghỉ ngơi của mình, mua đai bụng đeo lên, chứ nếu không thì mình sẽ phải may cổ tử cung lại hoặc làm cách để nó ngắn lại, thì em sợ quá trời sợ. Nhưng mà mình thấy được là mình không có bình thường như mình nghĩ, mình không được cứ phăng phăng mà đi, mình không được di chuyển nhiều nữa, mình không được tham công tiếc việc, thì mình lại điều chỉnh lại lịch của mình. Đi khám ở những cái tuần cuối cùng mà em bé nó còn xíu chút xíu cân nặng thôi, bác sĩ nói là vẫn ổn, cái cân nặng này là sinh thường, nó đẹp lắm em, nó dễ sinh. Nhưng em nói không, em muốn là sinh con ra nó phải đúng 3 kg, số 3 nó mới đẹp. Chứ ai lại sinh 2 kg 9 nó lẻ lẻ. Thì em lại cố gắng về nhà uống sữa thêm, bổ sung canxi, ăn uống thêm. Thì em nhận ra là thì ra mình nó cũng rất là thành tích nha. Mình muốn con mình sinh ra được khen là đủ ký đẹp, tròn trịa, mình không chấp nhận là cũng được đó em, phải là rất được luôn thì mới được. Đó có phải là một cái tâm lý đang tự áp lực mình với những cái thành tích của xã hội hay không ạ? Gần như tất cả mọi người là đều là như thế. Ai cũng muốn mình là tốt nhất. Ai cũng muốn con mình là tốt nhất. Khi mà nghe những cái gì mà nó không có được chuẩn hay là gì đó thì mình cảm thấy rằng là mình không cảm thấy hài lòng. Đặc biệt là khi mà nuôi con á, thì hiện tại bây giờ chúng ta thấy là mạng xã hội nó đang rất là phát triển, thì thường là người ta sẽ show lên những cái tốt, những cái đẹp. Nhiều người hay đến với tôi nói rằng là ồ sao mà cái gia đình kia, sao mà người chồng người ta chăm sóc cho vợ quá, hay là con người ta đẹp quá, hay là con người ta phát triển quá tốt như vậy. Tại sao mà em lại không được như vậy? Ông bà hay có cái câu là con dê nó nhìn cỏ ở đồi bên kia luôn luôn là tươi xanh hơn cái đồi của mình. Cái đồi của mình lúc nào cũng cỏ, nó cũng không đẹp, không tốt, nhưng mà em cứ đi qua cái đồi bên kia đi thì sẽ thấy. Tại em nhìn xa xa thì em thấy nó cỏ nó xanh mướt như vậy á, nhưng mà thực tế ra nó cũng y chang đồi của mình nè. Không có bất cứ một cái sự việc nào nó gọi là hoàn hảo, mà chúng ta phải biết chấp nhận, và chúng ta phải biết rằng là
như thế là mới là ta. Chứ còn nếu mà chúng ta hoàn hảo như như cái người kia thì chúng ta đã là người kia rồi. Đó, nên thành ra là chúng ta phải biết chấp nhận. À, chúng ta cũng không có quá bị áp lực bởi những cái chuyện là ở mạng xã hội họ sẽ đưa ra những cái điều tích cực, những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chuẩn, những cái tích cực để cho mọi người đà hướng tới những cái tiêu chuẩn đó. Chúng ta cũng đừng có quá áp lực với bản thân là phải đạt được như vậy. Em thì cũng trộm vía xem như mình chuẩn bị qua được cái giai đoạn đầu tiên là sản xuất thành phẩm, đã order nhận hàng đi ha. Nhưng mà bắt đầu nghĩ đến giai đoạn số 2 là giai đoạn cam go hơn cả. Là một cái cuộc chiến giữa việc là con có đủ chiều dài hay không, con có đủ cân nặng hay không, em bé nó có thông minh lanh lợi, có phản ứng tốt với mọi thứ hay không, bé có mắc bệnh tự kỷ hay không. Thì em hoảng sợ về cái đó nhiều hơn là việc em sẽ phải sinh đâu như thế nào. Chủ nghĩa hoàn hảo đó nó là một cái điều tự nhiên, em tin là như vậy. Nhưng thực tế ra thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ hoàn hảo hết. Tất cả những cái đó là do chúng ta đặt cái tiêu chuẩn ra cho chúng ta thôi. Ngay cả trong y khoa cũng vậy. Ở trong y khoa chúng tôi không bao giờ chúng tôi nói rằng là thai bao nhiêu tuần thì được bao nhiêu ký thì mới là chuẩn chính xác, mà chúng tôi hay nói là nó có một cái range, nó chạy từ khoảng bao nhiêu đây đến bao nhiêu đây ký. Và nó có những cái sai số nữa. Chúng ta đạt được như vậy thì tốt, còn nếu chúng ta không đạt được thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cũng ok mà. Ví dụ như là con đạt cân nặng nè, đủ chiều cao, đủ ăn tốt, thế nhưng mà lại phải thông minh, xong rồi xong đi ra đường lại nói, ủa sao con nhà kia nó thông minh hơn con mình, sao nó được học giỏi hơn mình, nó đẹp hơn con mình hay gì đó, thì chúng ta sẽ bị rất là khổ về những cái chuyện như vậy. Nên chúng ta đừng có nhìn đâu xa hết, chúng ta sẽ nhìn vào chính con mình, chúng ta sẽ nhìn vào chính hoàn cảnh của mình, và chúng ta thấy rằng là à, như thế là được. Cái này là cái câu chuyện của gia đình nhà tôi. Thì ngày xưa là mẹ tôi hay là thi hay là làm cái gì mà mẹ tôi đặt ra tôi cho tôi một cái tiêu chuẩn gì hết, và khi mà tôi thất bại thì mẹ tôi nói ôi nhà mình mà như thế này mà con được như thế này là vui lắm rồi, chứ còn mẹ còn nghĩ là con tệ hơn nữa đó. Ví dụ như thế đó là cái cách mà tôi nghĩ rằng là các mẹ nên nhìn. Mà tôi thấy mẹ tôi á, là một cái người mà tôi nghĩ rằng là hạnh phúc, bởi vì mẹ coi như thế nào cũng là tốt hết, và con của mẹ á, là coi như thế là mẹ mừng lắm rồi. Gia đình nhà mình á, là không có thân có thế, gia đình nhà mình không có giàu có, mà bây giờ con mình như thế này là mẹ đã cảm thấy là quá hạnh phúc rồi. Tức là mình đặt cái chuẩn thấp hơn thì mình sẽ không có bị là áp lực, và mình sẽ không có bị là thất vọng vì những cái kỳ vọng của mình. Em thấy đây là một bài học rất đơn giản nhưng mà cũng cứu rỗi cho bản thân của Trinh và rất nhiều mẹ đặt tiêu chuẩn cao. Và em nghĩ nếu sau này con em sinh ra em coi hình siêu âm thấy mũi nó cao mà ra mũi nó tẹt thì em cũng có thể nói ô may quá, con của mình nó đầy đủ tứ chi, nó không có bị cái gì mà mình cảm thấy đau khổ hết. Thì như thế là vượt trên kỳ vọng của mình rồi, không có cần phải mũi cao giống bố nữa. Tiêu chuẩn của mình đừng quá cao. Mình hãy biết ơn những thứ đang còn có thể. Tương tự như việc là chúng ta có thể chấp nhận là mình hơi rụng tóc một chút, cái cơ thể nó hơi hôi một chút, hơi lấm tấm những cái vết bẩn của em bé gây ra, hay là cuộc sống vợ chồng cũng được thuận hòa một chút cho cuộc sống của hai vợ chồng và thiên thần nhỏ này được chu toàn nhất. Thì mình có phải hy sinh chút xíu, tại vì bánh xe cuộc đời không phải lúc nào nó cũng cân mãi được. Nó phải vừa xinh đẹp mà vừa có một đứa con tuyệt vời hoàn hảo. Nếu mà mọi thứ nó đều hoàn hảo thì nó hơi phi thực tế, phải không bác sĩ? Đúng rồi, chính xác. Thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện nho nhỏ để chúng ta cùng nhìn lại hành trình mà chúng ta đã mơ ước trở thành một cái người thật hoàn hảo. Nhưng mà Trinh lại nhận ra là cái ngày mà mình có em bé được khoảng vài tháng đầu thì cái người chị rất thành đạt ở trong ngành kinh doanh lại nói với Trinh là chị muốn khuyên em một điều duy nhất thôi Trinh à. Không phải là khuyên em phải quay trở lại công việc nhanh hay là có một cái thai kỳ tuyệt vời, hoàn hảo. Chị mong em hãy tự tha thứ cho bản thân ở những lúc mà em không được như em kỳ vọng, và hãy để mọi thứ tự nhiên em nha. Tự nhiên cái điều đó nó đi vào trong tâm của em lắm. Và em tin là bác sĩ đã có một người mẹ rất là tuyệt vời, khi không bao giờ gây áp lực cho con cái, không bao giờ gây áp lực cho bản thân mình và gia đình mình. Phải trở nên hơn người, phải trở nên hoàn hảo, trọn vẹn. Nên mong rằng quý vị sau phần chia sẻ của bác sĩ Hiền, chúng ta sẽ có một thai kỳ mà mọi thứ đều trong tầm chấp nhận của mình hết, và mình trân trọng những điều quý giá mà cuộc đời đã để lại cho mình thay vì lấy đi của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần chia sẻ ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo nhé. Xin chào, hôm nay Hà Trinh và Quỳnh Trang lại hội ngộ mọi người rồi. Không biết là
một tuần vừa qua thì các mẹ và bé đã có những điều gì thú vị. Sau phần chia sẻ của bác sĩ Hiền, mình lại tiếp tục đọc chuyện cho nhau nghe nha. Hôm nay tụi mình sẽ kể cho mọi người nghe những tản văn, những suy nghĩ từ quyển sách Thiền Sư và Em Bé 5 tuổi, tác giả cũng rất quen thuộc, đó là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Xin mời mọi người sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Trị Liệu Em Bé Bên Trong. Khi còn nhỏ, chúng ta rất mong manh, rất dễ bị tổn thương. Một cái nhìn nghiêm khắc của cha cũng có thể làm ta đau khổ. Một lời nói gắt gỏng của mẹ cũng có thể tạo nên vết thương trong tim ta. Là một đứa trẻ, ta có nhiều cảm thọ nhưng khó để bày tỏ. Ta cố gắng không biết bao nhiêu lần, đôi khi ta tìm được lời lẽ thì người lớn xung quanh ta lại không lắng nghe ta hoặc không cho phép ta nói. Chúng ta có thể trở về ngôi nhà của chính mình để nói chuyện với em bé, lắng nghe em và trả lời trực tiếp với em. Chính tôi cũng đã từng làm như vậy, ngay cả khi tôi nhận được tình thương và sự quan tâm của cha mẹ. Sự thực tập này giúp tôi rất nhiều. Em bé vẫn còn đó và có thể bị tổn thương sâu nặng. Chúng ta đã bỏ bê em bé lâu lắm rồi. Bây giờ ta phải trở về an ủi, vỗ về, thương yêu và chăm sóc. Thiền tập về em bé 5 tuổi. Chúng ta có thể thiền tập về đề tài này trong khi ngồi thiền hay đi thiền. Điều quan trọng là ta phải tìm một nơi thật yên tĩnh, thoải mái và có thể buông thư mà không bị gián đoạn ít nhất là trong vòng 5 phút. Khi hít vào, thở ra, ta có thể nói với chính mình. Thở vào, tôi thấy tôi là em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi mỉm cười với em bé 5 tuổi trong tôi bằng tình thương yêu. Ban đầu chúng ta có thể nói nguyên câu, sau đó chúng ta chỉ dùng những từ khóa như là: tôi là em bé 5 tuổi, mỉm cười bằng tình thương yêu. Em bé 5 tuổi bên trong ta cần rất nhiều tình thương và sự quan tâm, chăm sóc. Do vậy, nếu mỗi ngày ta có 5 phút để ngồi xuống và thiền tập về đề tài này thì rất là hay, rất được nuôi dưỡng và được an ủi. Bởi vì em bé 5 tuổi trong ta vẫn còn sống và rất cần được chăm sóc. Bằng cách để ý và truyền thông, ta có thể thấy được em bé trả lời lại với chúng ta và nó sẽ bắt đầu cảm thấy khỏe khoắn và dễ chịu hơn. Nếu em bé cảm thấy dễ chịu, chúng ta cũng thấy dễ chịu và bắt đầu thấy tự do hơn. Em bé bên trong ta không phải chỉ là bản thân ta thôi. Khi còn là một đứa trẻ, cha mẹ ta cũng đã từng khổ đau. Cho dù khi đã lớn lên, cha mẹ ta cũng không biết cách xử lý nỗi đau khổ đó như thế nào. Vì vậy, cha mẹ đã làm cho con cái khổ đau. Họ là nạn nhân của nỗi khổ đau của họ, và con cái của họ cũng trở thành nạn nhân của những nỗi khổ đau ấy. Nếu chúng ta không có khả năng chuyển hóa nỗi khổ đau trong mỗi chúng ta, thì ta sẽ trao truyền lại cho con cái ta. Một bậc cha mẹ đều đã từng là em bé 5 tuổi, rất mong manh và dễ bị tổn thương. Cha tôi và tôi không phải là hai thực thể riêng biệt. Tôi là sự tiếp nối của cha tôi. Vì vậy, cha tôi có trong tôi. Giúp đỡ cho cậu bé 5 tuổi là cha tôi trong tôi, là cách trị liệu cho cả hai người cùng một lúc. Giúp đỡ em bé 5 tuổi là mẹ tôi trong tôi, là cách giúp mẹ tôi chuyển hóa và giải thoát. Tôi là sự tiếp nối của mẹ. Em bé 5 tuổi bị tổn thương và khổ đau đó vẫn còn sống trong tôi. Nếu tôi có khả năng chuyển hóa và trị liệu cho cha mẹ tôi trong tôi cũng có thể giúp đỡ cha mẹ tôi ngoài tôi. Thiền tập về em bé 5 tuổi sẽ giúp ta chế tác hiểu biết và thương yêu trực tiếp cho chính bản thân ta cũng như cho cha mẹ ta. Chúng ta nói rất nhiều về cái hiểu, nhưng liệu có cái hiểu nào cao hơn cái hiểu này không? Khi ta có thể mỉm cười được thì ta biết rằng ta đã mỉm cười với cha mẹ và giải thoát cho cha mẹ. Nếu thực tập được như vậy thì tất cả những vấn đề làm cho con người khổ đau như: tôi là ai? Mẹ tôi có thương tôi không? Cha tôi có muốn tôi ra đời không? Cuộc sống tôi có ý nghĩa gì? Đều trở nên vô nghĩa. Chúng ta không cần tìm về quê hương, không cần tìm về Ái Nhĩ Lan hay Trung Quốc để tìm lại gốc rễ của chính mình. Chúng ta chỉ cần tiếp xúc với mỗi tế bào trong cơ thể ta thôi. Cha ta, mẹ ta, ông bà tổ tiên ta đều đang có mặt rất thực trong mỗi tế bào cơ thể ta.
có mặt ngay cả trong những con vi khuẩn. Sự hiểu biết tỉnh thức được trao truyền cho ta qua tất cả các thế hệ. Có tất cả các loài có chi giác hoặc không có chi giác, chúng ta cũng vừa là cha mà cũng vừa là con. Có khi ta biểu hiện dưới hình thức của một người cha, một người mẹ. Có khi ta biểu hiện dưới hình thức của người con. Ngay cả khi trái ổi được kết trái thì đã có hạt ổi trong đó rồi. Vì vậy, nó đã là một người mẹ, người cha rồi. Chúng ta có thể thực tập như sau. Thở vào, tôi thấy cha tôi là cậu bé 5 tuổi. Thở ra, tôi mỉm cười với cậu bé 5 tuổi là cha tôi. Cha 5 tuổi, mỉm cười với tình thương yêu. Cha ta là một cậu bé 5 tuổi trước khi làm cha. Là một cậu bé 5 tuổi, cha rất dễ bị tổn thương. Vết thương đó có thể do ông nội, bà nội hoặc những người xung quanh gây nên. Vì vậy cha gắt gỏng khó chịu. Có thể do khi còn là cậu bé 5 tuổi, cha bị đối xử như thế. Và có lẽ lúc còn nhỏ, cha đã bị tổn thương. Nên hiểu được điều đó, ta sẽ không giận cha nữa. Ta sẽ có từ bi đối với cha. Nếu có bức ảnh của cha lúc 5 tuổi, ta có thể nhìn vào bức ảnh đó để thiền tập. Nhìn vào cha khi cha là cậu bé 5 tuổi. Thở vào, thở ra thật sâu. Ta có thể thấy cậu bé 5 tuổi ấy vẫn còn sống trong cha và trong ta. Khi mẹ còn là một cô bé 5 tuổi, mẹ cũng mong manh, dễ bị tổn thương. Mẹ dễ bị tổn thương, nhưng mẹ lại không có thầy, không có bạn để giúp mẹ trị liệu. Vì vậy mà vết thương và nỗi khổ đau vẫn tiếp tục nằm trong mẹ. Cho nên nhiều khi mẹ đã hành xử không dễ thương với mình. Nếu ta có thể thấy được mẹ là em bé 5 tuổi, thì ta có thể tha thứ cho mẹ một cách rất dễ dàng bằng tình thương yêu. Em bé 5 tuổi vẫn luôn còn sống trong mẹ và trong ta nữa. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi là em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi mỉm cười với em bé 5 tuổi bị tổn thương là mẹ tôi. Mẹ 5 tuổi, mỉm cười với tình thương yêu. Là một người trẻ, điều quan trọng là ta phải thực tập để trị liệu em bé 5 tuổi trong ta. Nếu không, khi có con, ta sẽ trao truyền đứa bé bị tổn thương đó cho con cái ta. Tuy nhiên, nếu ta đã trao truyền em bé 5 tuổi bị tổn thương đó cho con cái ta rồi, thì điều đó cũng chưa quá muộn. Bây giờ chúng ta phải thực tập để trị liệu em bé trong ta và giúp con mình trị liệu em bé bị tổn thương mà ta đã trao truyền. Tất cả chúng ta, cha mẹ và con cái, cùng thực tập chung với nhau để trị liệu em bé bị tổn thương trong ta và trong con cháu ta. Đây là một sự thực tập rất khẩn thiết. Nếu ta thực tập thành công thì sự truyền thông giữa chúng ta và gia đình sẽ được tái lập. Mọi người sẽ hiểu nhau và cảm thông cho nhau. Chúng ta có mặt trong con cháu ta. Chúng ta trao truyền toàn bộ con người mình cho chúng. Con trai ta, con gái ta là sự tiếp nối của ta. Chúng có mặt trong ta và chúng sẽ mang đi về tương lai. Nếu chúng ta chăm sóc thương yêu con cái bằng sự cảm thông và lòng bi mẫn thì chúng ta sẽ thừa hưởng được. Như thế, chúng ta sẽ làm cho tương lai của con cháu ta và cho chính chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ làm cho tương lai của con cháu chúng ta và các thế hệ tương lai sáng lạn hơn. Cảm ơn Quỳnh Trang vì một giọng đọc rất ấm áp, dễ thương. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu những lá cắt tiếp theo về những câu chuyện mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết trong quyển sách Thiền sư và em bé 5 tuổi nhé. Còn bây giờ xin mời mọi người sẽ cùng lắng nghe chuyên mục tiếp theo. Chào mừng tất cả các con đã đến với chương trình Cùng Con Tập Hát trên kênh 300 Bài Hát Thiếu Nhi. Và ngày hôm nay cô Quỳnh sẽ giới thiệu đến với các con bài hát Ba Thật Là Giỏi, một sáng tác của chú nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Bài hát này nói về sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của người cha dành cho con của mình. Và cô nghĩ là sau khi tập bài hát này, các con hãy yêu thương ba của mình nhiều hơn nha. Và bây giờ cô Quỳnh sẽ cùng con tập hát. Cùng con tập hát la 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 la. Ba có phải kiến trúc sư, sao ba biết sửa nhà cho mẹ? Ba có phải bác sĩ không, ba sao biết con đang bệnh gì? Ba có phải võ sĩ không, sao ba bé con hoài không mệt? Ba có phải là giáo sư mà sao biết mọi thứ trên đời?